cảnh thiên trước thơm tho nằm mạch chẳng ở yên, còn xuống ở bàn trần ấy gì thương trong họ dạng dân nên chẳng kể tấm thành lao khổ. Kể từ đây lao khổ đến cùng cỡ dương gian khó nổi rung dung. Nó bảo vô là khổ nó trong đổ dân cái chết làm hả lớn gì mà không có nhờ gấp 50 lần nữa Việt Nam vui không ai chết không có ngày nghỉ. Thì làm vậy qua thế giới họ kia có 2 triệu tàu ăn quan khe nó bằng ra biển cũng nó đầu có đi khoảng 2 triệu tức đó mà lại đây thế tôi nó không có tức mà coi nước ngoài nước trong này kia bà tu mạnh điện gì lắm mạnh gì lắm. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, như vậy thì bà con ban đầu đấy là quý vị mình biết là ở bên Libya đó là cái cơn lụt cơn bão của họ nó quý vị nó chết nhiều người 100.000 người 100.000 người là nói chung là cả cái tỉnh Cà Mau cũng chết là trong biển là coi như đưa cuốn cảnh trên trời giống như là Tây Mai vậy là 100.000 người trâu liêu liêu mình bà con thấy đau khổ trời ơi ở bên Ma Gốc á cả một thành phố động đất nó sụp xuống nó đè bà con chết cũng cả 100.000 người cho nên bà con đau khổ như vậy chỉ như quý vị như vậy ở đây sở dĩ bên đó có khổ là tại vì bên đó không có tu được như ở bên Việt Nam mình vì vậy mà bà con bây giờ bên nước ngoài bị dịch cái trở lại nó có con vi khuẩn nó hơn con vi khuẩn nhiều rồi hơn cái bệnh Covid nhiều rồi bây giờ nó đang hoành hành các thứ trên thế giới mà nó nói có một con vi khuẩn này nó ăn thịt người vì vậy đó mà quý vị mình bây giờ là cái bệnh mà Đức Thầy đã tiên đoán là đây cho đến ngày tận thế là nhiều cái bệnh xảy ra trong ngoại nhiên những cái bệnh dịch nhiều đâu đó cho nên vậy mà ở đây Đức Thầy mới nói như vậy đó cái lúc đầu chết kể thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác vậy cho bà con mình ngồi đây mà bây giờ bà con ba bữa tôi bị tu tập tàn thế giới anh em ta thế giới ta nghe tôi là bị gom hết tu tích thế giới cách đây một tháng thì thằng Trung Quốc bị bọc thành phố tan quan khe của nó tỷ tỷ nó trâu xuống không hết tới chừng dài nữa 2-3 tuần sau Mỹ nó bị cháy rừng, nó cháy điếp, thằng Mỹ cháy như heo quay luôn. Cho nên cái đảo heo quay đó, tôi đặt là cái đảo heo quay chạy như không kịp, nó chết, cháy thành heo quay luôn. Cho nên vậy là đổi heo quay. Một tuần sau đó, thằng Mỹ nó qua cái cơn bão Can Nam Cô Đi Phật Nha, nó quét vô nhà cửa, thành bách. Cho nên vậy mà, là đó là Mỹ. Kế đó là tới cái thằng Canada. Nó cháy rừng, nó cháy trong nước, nó cháy tùm lum ở trên, tàn là thấy lửa dưới, thấy khói bay trên trời. Cái nước Canada. Cái đó chừng 1-2 tuần sau quý vị mình biết là tới cái thằng Hồng Kông bị Trung Quốc cai quản Hồng Kông cho nên trời quốc thằng Trung Quốc quốc luôn Hồng Kông nó bảo vô thành phố nó sụp đổ dân cái chết là hai không khi vậy cái Hồng Kông nó giàu gấp 50 lần nữa Việt Nam vô không vô không thôn có tài nhà lầu không cái đó Hồng Kông Singapore cho nên vậy nó bảo thành phố nó tan quan tưởng đâu yên 1-2 tuần sau tới cái thành Libya qua một cơn bão nói chung là quét dân ra biển trôi chết đùng đóng là ra ngô trình nó nổi lên cả biển luôn thằng con kia gây động rồi sau 2 tuần nữa thằng Ma Gốc tự nhiên nó động đất nó sụp cả thành phố tan quan cho nên vậy bà con thử nghĩ coi cái vấn đề gì đó cho nên Đức Thầy mới nói là đến kể tên này là mũi tai nạn tam thiên lục ba khắp tràn hai dân nên Đức Thầy nói là từ coi như là khổ tới bến và chỗ khác Đức Thầy biết khổ đã đi đến như con gắng lo tu niệm tìm mạch vinh hoa vinh là của Đức Phật Bà với ông Bồ Phật Tổ ban mà cho dân như vậy vậy bà con đang ngồi đây mà trên quanh mình bây giờ vợ chồng không ở trên quanh mình với con nó quậy cha mẹ bây giờ xung quanh mình là cái người thất nghiệp làm không ra tiền rồi cái thế giới mình bây giờ vài bữa bão vài bữa động đất vài bữa nắng hạn quên nói cái vụ nắng hạn tháng trước quý vị bên Ấn Độ nắng tới 50 độ 3 ngày thôi chết mấy trăm người trong nước Ấn Độ quý vị mình là miền Nam mình mưa mình than chứ thật ra ai mà sống miền Trung với cái bà này cái mùa này đó từ cái tháng 3 cho đến tháng 8 là không có một hột mưa nó nắng đến nỗi tôi ở ngoài mấy năm nay nó nắng đến nỗi là tôi đi kiếm chỗ nào cho nó mát chứ hoài không có
nắng ở ngoài biển nó thổi vô rồi cái gió làm thổi xuống gác ngoài da nó thổi vô thành xuống nha, nó kêu là gác gác gì mày cha vậy quý vị. Vì vậy thì bây giờ thổi cái vấn đề nắng không á là hạn không á, trên thế giới mình qua cái mùa hạn là chết cả tiếp bao nhiêu mùa, cho nên vậy thưa quý vị. Vậy thì bây giờ bà con đang thống tay mà quanh mình tàn là đau khổ không? Vậy bà con mình vui không? Nên vậy thì thưa quý vị, vậy thì bây giờ là còn cái thứ năm nữa bà con mình biết cái gì không? Nãy giờ tôi nói là cái vấn đề thế giới thiên tai, và bây giờ cái thứ năm nữa quý vị mình ngồi đây, quý vị mình tôi hôm nay mới 65 già chứ tuổi mà đâm lâu tôi cúng cái hen là bởi vì tôi trên núi giảng đạo mấy ngày nó khổ, tôi trên núi rồi coi như bố ăn ngon không bà con thấy đau khổ. Như vậy thì về cái miền dùng trái cây đó bà con mình bây giờ mình có tán cờ cái khó nên coi như bán mua không được, nên vậy mà miền Trung đúng quý vị chúng chặt cái tỉnh Bình Thuận đó chuyên môn là ta trồng thanh long, mà thanh long nếu 10.000 ký thì cũng có lời nữa, mà bây giờ 3-4.000 ký người ta đầu tư vô ăn mấy chục công thanh long mua một năm, nếu trường hợp có giá 50.000 trong một năm ta lời cả tỷ, mà bây giờ 5.000 ký bà con mình đủ phân, cho nên vậy thì tung ra đó vậy bà con thấy khổ kinh nghiệm quý vị. Như vậy thì bà con thử nghĩ mình sống đây nếu không có đức thầy ra đời thì bà con sống hàng ngày gì? Tiền, tiền giống như máu, không có tiền là chết chứ đứng, mà bà con bây giờ con đường làm ra tiền mới đứng về trước chân đó. Quý vị mình có nhiều ông ngoài Bắc nói thôi, ông miền Bắc này là hồi trước mà chưa có doanh nghiệp đó, tự nhiên vợ chồng thôi là chú hay sao không, có đánh lộn không, có tự lộn không, hay sao không, vì vợ chồng cả tháng mà có cách nào cả tháng không có làm ra tiền gì thôi, vì ở nữa đẻ ra con tiền luôn, cho nên vậy thôi à, trên vậy chứ đúng. Như vậy thì bây giờ con đường làm ra tiền, bây giờ bà con mình phải cùng được, nên vậy mà quý vị mình đi tới đâu, bây giờ bà con mình ở vùng này nè, phải bà con cho con đi Bình Dương, mấy năm gì trước đi Bình Dương, chứ tôi đi Bình Dương làm già, nên mấy năm trước tôi ra Bình Dương thăm anh em đó, có cái bà nhà trọ đó bà dẫn vô ở ngay chân chỗ Thượng Giao, bà nói là hai chồng chúng này ở đó nó ra đây nó chạy chứ Trung Quốc quen chứ quá, mà nó làm hai chồng là lương trên tháng 10 triệu, nó làm năm nay tù 8-20 năm rồi, cho nên vậy mà quay anh hát này kia nó dựng 7-8 chiếc, 5-7 chiếc một ngày luôn, cái thống chủ làm gì hình đặt đất luôn nghe. Cho nên quý vị mình á, ở trước tôi biết bao nhiêu người để tu cá, biết bao nhiêu người lặng nợ đi ra Bình Dương rồi trang trải nợ nần dư tiền gửi về các nhà của chúng ta, mà năm mấy năm nay quý vị mình thấy Bình Dương là nó thành bệnh viện, là bởi vì các nước thế giới nó đánh giặc, cho nên ba cái hàng hóa đi nước ngoài nó không có, rồi bây giờ đem ba cái đồ nhiên liệu ở ngoài về đó cũng không được, cho nên vậy mà bây giờ các cái doanh nghiệp nó bị giải thể cả ngàn doanh nghiệp luôn, rồi công dân bị đuổi về, bà con mình làm bà nội bà ngoại ở nhà, tôi mấy cho nội cho ngoại mà tôi có tháng 3 triệu nó gửi gì 5 triệu, ta là ngoan chầu khỏe ghê luôn, tôi mới đi nhỏ còn dư được 2 triệu, cho nên dễ mà bắt nặng là chi đủ thứ, mà 2-3 ngoại thân nghiệp không gửi gì các nào, cho nên cho mấy nhỏ ăn con queo con không đủ, bà con thấy không? Như vậy thì số bà con mình ở quê nhà giúp ông nội bà ngoại nuôi đứa cháu là nhờ mấy con mình vui rồi về. Vậy mình thấy là bây giờ cả ngàn cả triệu công dân bị đủ việc, mà cái số còn ở ngoài nó quý vị tôi điện ra nói làm cầm chừng chú ơi, 3 bữa làm 4 bữa nghỉ trên năm đủ tiền nó mới nhặt trọ, cho nên quý vị đâu có, cho nên vậy mà ở đây đức thầy mới nói kể từ đây lâu khổ đến cùng cỡ dương gian khó nổi rung dung, người bảo ác không còn tánh nữa mà từ đây khổ hoài cho tới chết luôn, không có ngày nghỉ. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là bà con mình nãy giờ tôi kể 3 cái khổ đó, thứ nhất là chồng vợ không thuận hòa, đẻ con ra nó báo mình, cái thứ ba là làm ra tiền, cho nên quý vị mình thấy đau khổ. Vậy quý vị mình thử nghĩ à, ở trên Sài Gòn hoặc là ở ngoài nước ngoài là cái ông mà đi về ở nhà thuốc tôi 1 tháng mà ông 8-8 đó, ở bển bả đi được lo lúc muốn lo bia đó, bị gì bên nước ngoài nước bia mà mỗi lần nghe biển cái vô tôi để một thùng như là bả lượm biết đó, bả nói với tôi đó 1 tháng như vậy là 40 triệu Việt Nam, mà bả lượm năm nay gần 30-40 năm bả nói lượm nhiêu là tôi khấm vàng tôi gửi về miền Trung chứ tôi mỗi người hai chỉ tôi gửi hoài luôn, cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con thử nghĩ coi cái vấn đề đó, bà này bả đi nước ngoài bả có tốt phước
Mà cái vấn đề của câu chuyện là mà bây giờ bà con mình cứ nghĩ coi đó, bây giờ mình là không được như vậy nữa. Cho nên vậy mà quý vị mình cứ nghĩ, bây giờ trong cuộc đời này mà quý vị mình hàng ngày mà làm ra tiền đó là con đường bây giờ nó hết được làm. Cho nên vậy mình chúc quý vị, vì bây giờ hôm nay tôi và con đang sống đây mà bây giờ con đường làm ra tiền đó bây giờ nó rất là gặp khó khăn. Như vậy thì thứ nhất là vợ chồng con đứng hòa, hay là con quỷ hòa, ba là làm không ra tiền. Như vậy thì bà con ba cái khổ rồi phải không? Bây giờ tới cái khổ thứ tư, bà con biết cái gì không? Bà con ngồi đây đó, ổng gài bà con lên nậu coi, mà nếu có hàng xóm có cái bà nào đó tôi mới mua điện thoại di động ra coi tin tức thế giới này kia có 2 triệu đồng nè, bà nói mình ra tiền ổn lắm, mua cái điện thoại 2 triệu tức lắm. Bà này đây, cái tôi nó không có tức, bà coi nước ngoài nước trong này kia bà tu mạnh điện gì lắm, mạnh gì lắm. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, như vậy thì bà con đang ngồi đấy là quý vị mình biết là ở bên Libya đó là cái cơn lụt, cơn bão của họ nó quý vị nó chết như người 100.000 người, 100.000 người là nói chung là cả cái tỉnh Cà Mau mình chết là trong biển là coi như đưa cuốn cẳng lên trời, giống như là Tây Mai vậy, là 100.000 người trong Libya mình biết. Bà con thấy đau khổ. Trời ơi, ở bên Maroc á, cả một thành phố động đất nó sụp xuống nó đè bà con chết cũng cả 100.000 người. Cho nên bà con đau khổ. Như vậy chính như quý vị, như vậy ở đây sở dĩ bên đó có khổ là tại vì bên đó nó không có tu được như ở bên Việt Nam mình. Vì vậy mà bà con bây giờ bên nước ngoài bị dịch cái trở lại, nó có con vi khuẩn, nó hơn con vi khuẩn nhiều rồi, hơn cái bệnh Covid nhiều rồi. Bây giờ nó đang hoành hành các nước trên thế giới, rồi nó nói có một con vi khuẩn này nó ăn thịt người. Vì vậy đó mà quý vị mình bây giờ là cái bệnh mà Đức Thầy đã tiên đoán là đây cho đến ngày tận thế là nhiều cái bệnh xảy ra trong ngoại nhiên diễn tiền bệnh dịch nhiều đâu đó. Cho nên vậy mà ở đây Đức Thầy mới nói như vậy á. Cái lúc đầu chết kể thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Bà con mình ngồi đây, mà bây giờ bà con ba bữa tôi bị yêu tộc tàn thế giới, anh em ta thế giới ta nghe tôi là bị gom hết tương tích thế giới. Cách đây một tháng thì thằng Trung Quốc dừng dài nữa, 2-3 tuần sau Mỹ nó bị cháy rừng, nó cháy giết thằng Mỹ cháy như heo quay luôn. Cho nên cái đảo heo quay đó tôi đặt là cái đảo heo quay, chạy như không kịp nó chết cháy thành heo quay luôn. Cho nên vậy là đổi heo quay. Một tuần sau đó thằng Mỹ nó qua cái cơn bão căn Nam California nó quét vô nhà cửa sạch bách. Cho nên vậy mà là đó là Mỹ, kế đó là tới cái thằng Canada, nó cháy rừng, nó cháy trong nước, nó cháy tùm lum ở trên, tàn là thấy lửa dưới thấy khói bay trên trời cái nước Canada. Kế đó chừng 1-2 tuần sau quý vị mình biết là tới cái thằng Hồng Kông, bị Trung Quốc cai quản Hồng Kông cho nên trời quốc thằng Trung Quốc quốc luôn Hồng Kông luôn, nó bão vô thành phố nó sụp đổ, dân nó chết làng than luôn. Cái diện này Hồng Kông, Hồng Kông nó giàu gấp 50 lần nước Việt Nam, vô không vô toàn thôn có tài là nhà lầu không, ta nói Hồng Kông đó. Hồng Kông Singapore, cho nên vậy nó bảo thành phố nó tan qua tưởng đâu yên. 1-2 tuần sau tới cái thành Libya qua một cơn bão, nói chung là quét dân ra biển cho nguyên chết đục đóng là ra ngô trình nó nổi lên cả biển luôn. Bà con thì người động rồi sau 2 tuần nữa thằng Maroc tự nhiên nó trụng đất, nó động đất nó sụp cả thành phố tan qua. Cho nên vậy bà con thử nghĩ coi cái vấn đề gì đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là đến kể đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục ba khắp tràn hai dân. Nên Đức Thầy nói là từ coi như là khổ tới bến, và là chỗ khác Đức Thầy biết khổ đã đi đến như con gắng lo tu niệm tìm lành vinh hoa, vinh là của Đức Phật Bà dưới ông Bồ Phật Tổ ban mà cho dân. Vậy bà con đang ngồi đây mà xung quanh mình bây giờ vợ chồng không thở, xung quanh mình với con nó quậy cha mẹ, bây giờ xung quanh mình là cái người thất nghiệp làm không ra tiền, còn cái thế giới mình bây giờ vài bữa bão, vài bữa động đất, vài bữa nắng hạn, quên đó cái vụ nắng hạn, nắng hạn thánh nước quý vị bên Trung, bên Ấn Độ nắng đến 50 độ 3 ngày thôi chết mấy chục người trong nước đổ. Quý vị mình là miền Nam mình mưa mình than, chứ thật ra ai mình sống miền Trung với cái bà này, cái mùa này đó từ đến tháng 3 cho đến tháng 8 là không có một hột mưa, nó nắng đến nỗi tôi ở ngoài mấy năm ấy,
nó nắng đến nỗi là tôi đi kiếm chỗ nào cho nó mát chứ hoài không có. Nắng cả ở ngoài biển nó thổi vô rồi cái gió làm thổi xuống ghét ngoài da nó mổ vô mình cũng nghe nó kêu là ghét cách gì mình. Vậy bây giờ thì bây giờ nội cái vấn đề nắng không á là hạn không á trên thế giới mình qua cái mùa hạn là chết cả biết bao nhiêu người. Cho nên vậy thưa quý vị, vậy thì bây giờ bà con đang sống đây mà quanh mình tàn là đau khổ vậy bà con mình vui không? Nên vậy thưa quý vị, vậy thì bây giờ là còn các thứ năm nữa bà con mình biết cái gì không? Hãy giờ tôi nói là cái vấn đề thế giới thiên tai mà bây giờ cái thứ năm nữa quý vị mình ngồi đây quý vị mình coi hôm nay mới 65 già chứ tuổi mà đâm hôm tôi cúng đó hen là bởi vì tôi trên núi giảng đạo mấy ngày nó khổ tôi trên núi rồi coi gì ngủ ăn ngon không không được không yên về nhà ngủ một đêm thôi sáng thức dậy xe nhà nó banh chành hết đi cửa cái xe đổ hai bốn cái vỏ không được mười việc là nó banh sát mà lại nó nhức cái ốc là mẹ tiện tốn tiền rồi lết xuống dưới đây đó đêm hôm này đó bà con mình đi phân khối dọc đường mưa gió ập mỹ phân phối do bà Hà Diệp tới đây 7-8 giờ bà con mua lại nghe đạo mà tới ngang tôi bước vô trong cửa này tôi đi hàng nay không mà tôi đi hết thở rồi ba phòng thở chặt này thì cũng phải dễ thở rồi kinh thưa quý vị như vậy thì tôi mới 65 triệu đời và tôi mang ba cái chứng bệnh tôi nói trên mạng hoài xin chỉ tiên định cho tôi sống 4 năm đồng hình nữa thôi cho nên bà con mình ngồi đây là tôi mới không người nào yên cho nên vậy cái bà người Bắc bả trong bệnh cái bệnh gì mà bả theo cái bệnh kinh không bệnh này cũng nguy hiểm biết chết vậy nào chết nghe vậy chứ thưa quý vị như vậy ngồi đây đó tôi làm thầy thuốc thôi lớp chín thuốc không người nặng chứ tại vì sao mà con biết không hồi lúc con gái nghe thì cái giật trâu cũng chết nữa mà từ ngày chồng anh chồng đẻ ra con rồi sinh ra quý chén rồi đi bán cải bán rau rồi đi mần cây hướng rồi đi coi du tơ bị mưa dài dặn bị nắng dài dài cho nên vậy mà cái thân hào qua còn tôi còn tuổi trẻ bây giờ là manh sát rồi lòng nào ơi mới đẻ có mấy đứa con mà cái lưng bây giờ đi nó cầm dầm à cho nên vậy mà lao động với mấy năm mà cái giò nó bị cái cỏ như cà mòn hoặc họng và cỏ cho nên vậy mà thằng thanh niên đó từ lúc lập vợ nó bằng ghét chung ba ơi tôi cực sống chung hồi được mấy năm rồi tao cực việc bằng thằng quá gắng nhưng cực chú ơi tôi lên từ ngày cực tới giờ lao thấu chung bà con thấy không thì vậy trong cơ thể bà con mình bây giờ nếu trường hợp có giàu sang nữa bà con nó vui khi nào là cái vấn đề tôi lợi cái vòng thuốc của tôi nên nhiều do cô gái đã ngăn chầm dẫn lệnh khoảng 4 ngày tuổi đẹp như tiên nga những tôi coi mặt thôi cái cuối cùng hai cái bệnh cuối cùng là nói cho chúng biết con ung thư tử cung bà con tự nghĩ thôi ngoài cũng đoán ở trong ung thư tử cung là để chết dần chết mòn á như vậy bà con tự nghĩ ngồi đây bây giờ cơ thể bà nào cũng bệnh á mà cơ thể bệnh là bà con mình biết không cái xe nhập cảng lâu ngày quá là chạy nó con nghe lỏng dơ cái lỏng dơ nó kêu máy kêu là bung 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 vậy á lỏng dơ rồi mới tới bể bọc cho nên để tử tôi nó không coi nước nên mấy cái xe tôi mấy gậy lột dơ đem từ thôi rửa hết mười mấy triệu rồi máy lạnh không thấy trên núi về cho nên vậy mà đi mô không chạy giờ thấy luôn chiên 10 triệu nữa cho nên vậy mà cái thân bà con giống như cái xe cũ vậy cho nên vậy mà bây giờ bà con mình đang thương vị ra nhà thuốc tôi vậy cái em tôi đấy chăm sóc bệnh nhân hỏi từ người đi sáng ngủ được không có bà đi ngủ được có nhỏ đó như con ngốc đầu buông ngoài 50 tuổi nó đi bằng bẻ mận mấy năm nó là bằng ban đêm không nó ngủ không có ngủ rồi nó ban đêm nó ngủ nó thức dậy suốt 5 năm rồi ban ngày nó ngủ được đó cho nên nó nói về nó chóng mặt cho nên ta nói chóng mặt là tai biến đó cho nên nó sợ quá nó bỏ chuyên nghiệp tới về ở nhà tôi cho nên vậy mà ngày qua kia tôi trên núi nó điện lên nó vượt giờ nó bị lên máu rồi nó bị là coi như trùng mặt đi một mọc anh thấy chứ chị bên tháo tôi ra nhà mình thì coi thì mình nó đi chứ anh ba trên núi rồi tháo cho nên vậy mà cái thứ gì như vậy thì bây giờ cô này mới bốn mày tuổi đó mà bệnh kiểu đó cho nên vậy mà cái thứ gì vậy thì bây giờ qua đêm mà quý vị không ngủ được là sáng có chuyện rồi mà quý vị mình qua ngày mà ăn mà chúng thật ra là có chuyện rồi cho nên chú Hùng tôi bây giờ tôi dễ chảy cho nên vậy mà cô đẹp nó tại vì làm thu nhỏ tao ăn thì quá chén cho đó cho nên bà con thử nghĩ trong mình có bệnh vui không bà con trong mình có bệnh vui không mà bây giờ bà con có người nào có bệnh không người nào có cho nên vậy cái thưa quý vị
Như vậy thì bà con đang sống đây mà trong cơ thể mình bệnh mình vui không? Cho nên vậy mình đang có nhà lầu nở mà trong mình bệnh mình vui không? Bây giờ mình có con, người nữ nào cũng giàu hết mà trong mình bệnh mình khoái không? Cho nên vậy từ chỗ đó mà Đức Thầy mới nói là đoạn thứ ba mà vĩnh làm nhân đeo hình phạt các thân ô quê. Bởi thời thế chuyện xây biến thay thêm muốn ngăn chẳng ở được điều hòa. Là nguyên nhân căn bệnh phát ra thân trần cọc không mê hinh ngôi. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi đi từ đây đến lúc kia lìa giả khỏi tạm theo đường tội phước. Đức Thích Ca chưa ở lâu đài hiểm tứ khổ nên ngại tầm tao. Ông Thích Ca hồi đó ổng là vua ở trong cung vàng điện ngọc, hiểm tứ khổ là gì? Già, bệnh rồi chết mà còn bỏ quạch. Cho nên vậy chứ quý vị. Vậy thì tôi bây giờ nếu tôi không tu đó, tôi kinh tam tâm tán đỡ luôn. Vì sao? Cha mẹ tôi bé ra tôi ra có cái tướng còn trẻ đẹp trai lúc 17 tuổi đi tu. Mà bây giờ năm nay tôi 49 năm trôi qua, giờ đây tôi già gan cũng mệt. Mà tôi xin với thiên đình cho 4 năm nữa. Như vậy thì bà con thử nghĩ ra tôi 4 năm nữa mà tôi chết thì tôi chôn chết. Bà con thấy kinh hồn. Cái thân này mà tự nhiên tắt thở rồi đem bỏ dưới đất đạp bên đất, bà con kinh tâm tán động. Như vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ trong cơ thể bà con mình ăn bệnh. Mà cái bệnh đó là cái gì? Cái gì để chờ bà con nhận cái chết? Là cái bệnh bà con đang bệnh đó, cái gì chờ bà con nhận che cấp cứu đưa chạy ngày. Cho nên vậy mà trên tôi đó là che cầu tay cả mấy trăm chiếc luôn. Tôi ghé cái lâu dùng nước quán trong chai tôi ngủ một đêm đó, là nó chạy sáng đêm tuốt tụt phố tụt te tụt te sáng đêm nó chạy cả trăm chiếc gì kìa bọn. Cho nên vậy cái thưa quý vị, như vậy thì bà con đang sống đây để chờ bệnh nặng che điểm đi cứu cấp ở chợ gậy. Như vậy thì bà con mình có người nào tránh khỏi đó không? Cho nên vậy mà chuyển bệnh đi chợ gậy, mà chợ gậy mà lên cảnh tiếp hơi mà không xong u ác mình biết chợ gì đâu không? Chợ ruộng, nhà cái đám ruộng mình chỗ nào cao để thấy cái đó em thấy không? Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, nên vậy mà bây giờ bà con đang sống đây mà bây giờ bệnh hoạn trong cơ thể mình, mỗi người đều có bệnh. Cho nên vậy mà bà con không biết về cái điều gì. Vậy thì bây giờ chồng hòa thời vợ không thận, con không nghe lời, ba là của cải bằng không ra tiền, thứ tư là ở bên ngoài bây giờ nào là động đất sóng thần mưa gió nắng hạn trục chuyển, cái thứ tư là cái vấn đề, thứ năm là cái vấn đề bệnh hoạn trong cơ thể. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bà con trong cuộc sống này là điên cũng cần gian. Cho nên vậy Đức Thầy mới thổ lộ với mình là cảnh thế gian dường thể trong ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặt. Nơi cửa thánh nơi người càng quạnh vắng, chỗ nhà mà chen chúc quá thêm tộc. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh nào phúc. Hầu như tính dụng giờ bị tích, nhưng hai mài bài đai ba cái vụ của Bắc Hà. Mấy cái tháng đầu tiên đó là tính dụng nó mỗi ngày 100 tấn là 500 kg. Mướn mấy miền đó mỗi ngày hạnh nó 500 ngàn, như vậy 5 triệu. Và vậy sao bà con yêu cầu quá, mình nếu giúp đỡ cái tính dụng nó lên 200 phần, cái là tắt cho nên chị một ngày vậy là coi như là 50 triệu, cái tiền mướn mấy miên. Cho nên vậy mà cách đây vài ngày tôi dẫn đoàn tầm dơ đi cả đó, mấy cô mà em hai mày đi khổ chú ba nhớ còn ghi không, tôi nói ghi nè, chú ghi bữa chậm trở lại nè, cái nói bây giờ là chú bây giờ con ghi tới ngày tới cả ngàn người chú ba, ngày tới 5 tháng rồi. Do vậy vì một ngày một ngàn người, cho nên vậy mà hồi nãy đó tôi chạy xe xuống đây tưởng đâu tôi chở vàng chở bạc bà con bu lại, cái này tôi thổi thảy xuống phủ Bạc Hà đường nãy giờ. Bà con chạy lại người này người kia cho tôi lĩnh Bạc Hà, lĩnh Bạc Hà mừng quýnh như thế bà con mình. Cho nên vậy mà ghé khu yên cũng phải 600 kg, tôi nói 1 tấn không đủ nữa. Cho nên nãy tôi chạy qua lại tôi thấy bà con bu đi chào luôn. Cho nên vậy chứ quý vị, như vậy thì trong cuộc đời này bà con thấy ông vua cũng bệnh, ông quan cũng bệnh, ông nhà giàu cũng bệnh, cái ông coi như là nhường cho ông thánh ông Phật thôi. Cho nên vậy mà cái như quý vị thì bây giờ
trong cuộc đời bà con đang sống dưới đây như tôi. Bây giờ tại sao Phật giáo Hòa Hảo đi tới đâu bà con nghe đạo tới đó, và tại sao bà con biết không? Đức Quỳnh giáo chủ là ông Phật, ông lâm thầm năm 39 á xuống đây đặng ông cứu mình, ông đưa mình về cái cõi tiên cảnh Phật, cho cái cõi này cũng giống như cầu mới sắp bị đục, cái nhà sắp bị cháy rồi, cho nên thầy mới nhảy xuống đây cứu mình. Cho nên Đức Thầy mới nói là muôn ngu thế xá chi bùng trịnh, thường qua sức nên mình định quyết độ đời đến chốn mê tân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng chịu an vui cực lạc. Hôm nay nói chung là găng tôi không có, tôi ăn cái gì mà tôi nghe không được, tôi lấy cái bên mà ông nào mà có găng nghe nhai mà cái núm gơ hoặc bồn bồn nhúng gỗ ra ngay một cái đường nó tôi thèm nhúng miếng găng rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây bà con thử nghĩ ha, là sống trong cuộc đời này bà con thấy là bây giờ có ai bằng ông tiên không? Cho nên vậy mà có nhiều người á, nó bây giờ thấy ông quá già rồi, thấy ông quá tệ rồi, ông quá tôi nói ông tham sắp đổ đổ chân khác rồi. Trong kia ông thấy tôi chạy với xe bèo nhà đó, ông nói xe đổ được rồi, tôi nói đủ xác khác đồng hậu luôn. Làm bị gì bây giờ ông thử nghĩ coi, bây giờ cái xác tôi cái xấu cái găng tôi không có, bây giờ ông thử nghĩ coi bây giờ có cái gì làm cho nó hết khổ. Chỉ có Đức Thầy trả lời thôi, Đức Thầy trả lời tại núi cấm lòng hôm qua đó, mà nếu tôi tới đó thì Đức Thầy ngài cho biết chừng lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xa hai hồ. Như vậy thì bây giờ tôi 49 năm bỏ nhà trường, bỏ gái đẹp, bỏ xe hơi, bỏ nhà lầu, bỏ ăn ngon đủ kỹ, bỏ vui chơi xuống hát trần gian tôi bỏ hết để tôi đeo đuổi cái gì? Đeo đuổi cái hai hồ đổi xác, đeo đuổi con đường thành tiên, đeo đuổi cuộc đời của con ngày mai đó. 30.000 năm sống đi bay trong trời đất là đi chơi không, không làm ngày nào. Cho nên sẽ tôi đang theo đuổi cái ngày đó. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ à, vợ chồng của chú Hùng về đây may mắn bán vụ tôm đâu chứ rồi chứ đó, lên đây mua đất này lập nghiệp cho mấy con. Bây giờ tài sản của chú có tiền tỷ á, giờ ra riêng mấy con có tiền tỷ vậy đó. Như vậy thì chú với nhím này bình yên được bao nhiêu năm nữa? Năm nay năm ngoài tuổi đau tay gai rồi, mà nếu sáu ngoài tuổi đau nhiều hơn, mà bảy ngoài tuổi quý vị mình biết là chợ gãy nó nằm trên thường dương không? Vì năm 70 tuổi trở lên rồi là chợ gãy nằm thường dương luôn rồi, chứ đều 80 tuổi này là coi như là chẳng những nằm chợ gãy mà nằm chợ buồn luôn, phải không? Như vậy thì thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây trong cuộc đời của chú Hùng lăn lộn với trần gian để đi tìm cái hạnh phúc, nhưng mà bây giờ có số của như thế này có được bình yên không? Như vậy thì trong khi đó là cái vấn đề thế giới này nó đang bị là thiên tai địa ách. Bây giờ tôi nói vấn đề chú Hùng kèo thế không vào bằng tôi lo lắng đi. Hồi nãy tôi lên trên lầu tôi thấy hình ông cao đài đó, cái chân xuống tôi hỏi ghế nó ra tiếp nước, tôi hỏi con ghế nó ghế tôi thấy cái hình hồi đến mà ông cao đài ông bận dài cạnh đóng là sao ai đó giờ vợ tôi vậy. Cho nên vậy mà tôi nói khá là tôi mới trước đây mấy chục năm mà ông từ ngày gặp cô Loan về êm lắm nghe thấy không? Nay quay thời gian được bệnh có không? Nay quay giờ ngồi bàn thờ quá không? Không biết gì thấy không? Như vậy thì bây giờ đây bà con tự nghĩ coi cuộc đời của con người đi tìm hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc đâu có hạnh phúc gì đâu? Cho nên vậy mà ở thế gian thì đâu có chỗ nào hạnh phúc? Cho nên vậy mà Đức Thầy mới cho mình biết á, sau này cái trái đất mình lập lại cõi tượng cổ. Nếu ai qua bên cõi tượng cổ thì chịu hạnh phúc. Cho nên vậy mà bà con mình muốn qua cõi tượng bên, bà con mình phải làm gì? Ăn chay trường. Ở cái vùng này quý vị mình ăn chay trường ấy, là cái điều khó, giống như án tử hình. Ông gài là tử hình thằng Hải Dương, nó giết mình vợ nó chết xuống thằng đường đêm đó là tử hình đã xong rồi. Mấy bên gài đó tử hình thêm thằng Mạnh, thằng Mạnh đó, thằng Hậu giết dâm đó, là cũng tử hình thêm thằng đó. Như vậy thì hiểu quý vị. Vậy thì bây giờ ở đây bà con mình suy nghĩ coi, ở trên cõi đời này nếu bà con xét kỹ lại, lay quay rồi mình chết, bà con tự nghĩ con mình buồn. Cho nên vậy mà cái chết nó ngang với cái trời đất này. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, việc cũng dài. Như vậy thì bây giờ chú Hùng thua lo,
có nghĩa là của này có thể ăn 100 năm, 200 năm sau chưa hết của nữa. Nhưng mà lây quay cái chết nó đến mình. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây đó, bà con chi gẫm coi vấn đề trên trái đất này bây giờ ra cái clip nào của bà lão tụt lên đó, coi nên chung kiến cỏ luôn. Tại sao vậy? Bây giờ biết bao nhiêu người qua Mỹ, bây giờ họ bệnh hoạn đang yêu cầu về nhà thuốc trị tôi chứ chị. Cho nên trước đây mấy mươi năm họ đi đất Mỹ được là họ cũng như là qua bên đất Mỹ là tiêm đường tẩy đó. Mà qua bển giờ 2048 đó, tôi lên mạng đó, 41 năm trôi qua là mình tối ngày cũng trông sao phải gì vậy? Bà không nghe. Mà bây giờ 40 mấy năm trôi qua, bây giờ tuổi trên 80 rồi, trong cơ thể nó bệnh truyền đi tôi. Nếu tôi không về gặp ông thì cái cơ thể của tôi nó chết không biết giờ nào, bị bao nhiêu người thân của tôi cũng chắc là chết. Cho nên tôi nghĩ là tôi không tìm được thầy, tôi sẽ chết trong nay mai. Cho nên quý vị, như vậy thì bây giờ trên trái đất này, đến đổ những người có tiền tỷ, những người có chức tước trung bình như vua lại, giống như là chủ tịch nước hay tổng thống, quý vị mình có sống mãi trên trái đất này không? Cho nên vậy mà thầy mới thấy với cõi trần này, chúng sanh chống có trong tuổi mà trong đó đầy thành khổ. Cho nên Đức Thầy mới giới thiệu với mình là khi trái đất này bị tiêu tan, giống như trái đất này bị rửa chát, trái đất này bị bom nguyên tử của thằng Mỹ, thằng Anh, thằng Trung Quốc trên trần, nó đốt luôn cả trái đất này ra. Nhân loại trên trái đất này 8 tỷ người không còn sống người nào, không được chúng ta. Cho nên vậy mà Đức Thầy mới động mối từ tâm thương mình, cho nên dạy mình là ăn chay niệm Phật đậm qua cõi thượng quan. Cho nên Đức Thầy mình giới thiệu với cõi thượng quan ngày mai, con người đẹp như tiên mà sống 30 ngàn năm, bay trong trời đất đi chơi không được làm. Cho nên quý vị mình nãy giờ ngồi tôi nghe tôi giảng chưa đầy tiếng hồ và con thấy là ta không, mà qua tới đời thượng quan rồi đó 30 ngàn năm không mà cẩm muốn tay mà đi đâu bay trong mây về trong gió. Cho nên vậy mà người nào lấy đẹp như tiên vậy, cho nên quý vị mình khoái không. Cho nên từ chỗ đó mà bây giờ Kim Tử Long năm rồi về kiếm tôi thay sư phụ ơi, sư phụ con ở bên đất Mỹ nghe đại ca chư đại ca sư phụ nói về những đời ngày tận thế sắp đến kế bên kẻ bỏ ra làm buồn làm đất làm cây cỏ, cho nên vậy mà con quản nhiêu quản hồng ăn cây đường qua về tìm sư phụ. Giờ vậy quý vị mình Kim Tử Long còn nhẹ đất ta hát đêm về là mấy triệu đồng, là bây giờ còn phải đi đâu nghệ sĩ tâm tiền cũng như quả nghệ sĩ thuốc bệnh lá nhiều quá. Cho nên vậy mà biết rằng kiếp sống của con người không quá trăm tuổi mà trong đó đau khổ quá nhiều. Cái cõi thượng quan trả lời là Đức Thầy cho biết ước mơ tưởng cầu hầu hiền quy thế trần noãn như bốn thi an nhàn, quân thần ngũ tử vinh giang hết lò cây đắng hùng an phận hùng. Bây giờ đi bà con nghe cái lễ Phật đàn ra vừa rồi đó, bà con vui nói chung tôi buồn để sợ luôn, bà con biết không, là với cha đệ tử mà nó phun nước lột dân rồi sửa xong rồi tưởng tôi em chạy lên lễ, tôi đón lễ đặt lên nói chuyện đạo chừng xuống đề quý vị mình đi con mua nó mô nó hư. Cho nên chạy lại cái đó cái đoàn bạc liêu của bà chưa, bà công ty lý giải, bà cũng trông gặp cho mình. Chạy đồ đi gần tới 39 tư tượng nhiên năm nay, tình tình gần gần, nó bắt đầu nó đi vô trả không trả, bắt đầu tam cầu đi chát. Thì Kim Minh thợ luôn nó lại, thợ lại nó coi mà nằm giống không đi, che hư rồi, giống như đánh giặc mà không ngựa bị về dò vậy đó. Cho nên vậy buồn dễ sợ luôn. Cho nên vậy mà kéo xong cửa rồi chạy về tới Thế Sơn giảng đạo đêm đó sáng thức dậy đệ tử lại đề cốc cốc không chạy nữa, rồi bắt đầu của bà con biết không, mỗi lần mà che hư rồi tập trung chỗ ngủ bắt đầu kêu ông ta chạy chỗ gai gai như rồi bắt đầu gai gai cứ chở thằng thợ lên cái sửa cả mấy tiếng hồ rồi cái che đề cái chạy gì chạy gì rồi tới cô tô tự nhiên đệ người tử nói giờ chết máy nữa chú ba giữa đường luôn. Thôi nói chuyện này chết trong tặng rồi bắt đầu mới nhớ lại mấy đệ tử ở Cô Tô nó có duyên tải không nổ cáp mình, cho nên điện về thượng thượng che tao giờ chết máy trong đường luôn. Nó không khóc, nó để con lo ông nên mày mà không lo cái tao chết trong lậu luôn đó, bây giờ nó đang ở trong đường đây. Cho nên vậy mà sau này thói thượng quan ông là một tác anh hiểm quá lắm. Người đường xa muôn dặm bay lâm, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người có ý tưởng trưa mỗi bữa đi cũng ở giường bạc,
ở khắp nơi trở về trong cuối ngõ thời, người nào cũng muốn thính lời Như Lai, nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hàng ơn kẻ phát tâm tu cầu về cực lạc là đầu nhập môn. Ông Nguyễn Du Cực hồi đó cũng giống như tôi, mà pháp đô hộ cho nên ông đem thanh ra thánh pháp, còn mẹ ông bị bắt cho nên ông đem ra chùa, mẹ bị đưa đầu, cho nên ông làm xong muốn điều ân, đền ơn cặp bào, đền ơn luôn nếu mình thấy nghĩa, cho nên pháp nhặt đầu cái phúc. Và con biết ông bay về đâu ở không? Về trên núi Cà Lân đó. Bây giờ là ông một hoàng cho cái xác của ông là đi trong mây về trong gió, cho nên bà con mình hồi nãy cúng đó. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đảnh Đại Thần là kêu Nguyễn Chuẩn đó. Bây giờ nếu ông chết mất tiêu rồi giác ông như vậy, thấy không? Bây giờ ông đang ngồi núi Cờ Lên, ông là ông đi trong mây về trong gió. Ở đây núi Cờ Lên bà con mình biết mấy năm đi đúng không? Bà đây mình nguyện mà ông nghe rành, kêu ba ông nghe rành. Mà nếu mình nguyện bây giờ mà ông không nghe, nguyện ông như vậy, thấy không? Cho nên vậy chứ nếu quý vị, vậy thì bây giờ qua cõi thượng quan rồi bà con đi trong mây về trong gió, bà con mình khoái. Bây giờ bà con mình ở đây vợ chồng mình còn trẻ, bà con mình khoái hơn, thời gian vợ mình già, chồng mình cũng già, thời gian mình sống đây mạnh là thời gian chúng táo à, còn thời gian mình cũng trẻ xuống đất à. Cho nên bà con mình thấy mình qua cõi thượng quan trước không? Qua cõi thượng quan làm tiên trước không? Cho nên vậy mà lúc tôi hổm đi trong hú, trong cấu, anh em trong cấu á, đi ra ngoài cho cái bà mà bà vợ bị chồng chém 17 cái dao đó, vừa thôi xe đét, cái xe tôi chạy nước, cái bắt đầu điện về mấy gai gai xe sao rồi nói vậy công mất chi lát thì chú có bị bắt đầu ta là nghe chợ mấy anh châu muốn cái không đi tới Bình Dương để mà trao tiền người ta đưa cho nó tiện nó đi xe đò tôi đi tử chạy về buồn dễ sợ phải chi mà thành tiền tao bay cho dùng có phải vẽ lẽ đâu. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ qua cõi thượng quan con người 30.000 tuổi, 10.000 tuổi nhưng mà một ngày thượng quan bằng một tháng bây giờ tôi nhân ra là 30.000 năm. Bây giờ bà con mình á, con nó gửi về 1.000 đô la mà bà con sống được có tháng mà mừng. Nghe nói con bên Đài Loan gửi gì cho má chiếc này 5.000 đô la, cái con mắt mình bỏ một cái tô để ngủ không được, 100.000, 100.000 đô la mà sống được mấy tháng đâu. Còn tu theo thầy kỳ này qua khỏi thượng quan 30.000 năm là ông tiên bà tiên bay trong trời đất hưởng thụ vui vầy, cho nên vậy mà giao hòa mãi mãi chúa những ngày vàng trái mới yên. Họ hẹn Phật tiên có một ngày thế giới cõi bi ai trung ương tăng cõi điều hòa mặt ta mới thẩm thơi chợ gốc hài. Ngày nào mà Phật tiên tỏ vị ấy thời lai bình trị muôn dân khắp các nơi chiêu quốc sinh thành trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp theo dõi góp người chưa mới kịp dừng mây lành nhu sách hào quang Phật thanh điên long độ nước trang miền nam địa phân chia đẳng cấp nước cờ mới nay đà khởi khắp chỗ tài hai thiên lấp non dời dưới cùng trên nam tàn khi trời cả thế giới mưa hòa gió phần tạo nền mong thanh quân đặt dựng nơi chiều ca gây dựng tối hiền giờ mắt câu thiên lý dĩ nhiên nên còn đại thiên quay lấy lịch tỏ tình đời ít câu cung thỉnh mong kháng hoàng vào cửa đêm tù có cùng cây điệu thú chim muôn nhân với vật quần lai bổn tắc đó mới biết ai là Phật thánh ai tháo hiền ai lối đạo nhà đồng hát câu phụ cử cải ca chúc trăm họ muôn nhà thánh hơi bồ đào đô thánh trà tiên muôn ca năm cộng lạc chúa hiền tôi trung. Như vậy thì sao vui em ban giác ban đang bán vật liệu xây dựng ở bên bển mà bây giờ bỏ qua đây cái con nhà ở bếp cơm tên đâu bà già bà nói nó nghe thiệt ra nó nghe mày đi nói mày em mày chết cùng chú cơm mày ở mày hỏi sao đi má mày đi bỏ nhà mày cũng phải nhớ cái nhà nhớ anh chồng má con mày sao mày đi tìm biệt vậy là tại vì mê từ thiện phải không quý vị mê từ thiện để làm gì để trở thành người tốt để sống thật cũng không làm tiếc
Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi cái vấn đề mấy ông ở trên Hàng Giang. Có nhiều ông cầm qua lăng chuyển bệnh mấy chục năm luôn, miệng điện cách tết rồi bắt đầu lúc nửa đêm cũng thức dậy, cầm qua lăng chạy lên nhà ta đi chuyển bệnh. Cho nên bà con mình thử nghĩ coi vấn đề người ta mình cần kiểu đó là tại vì sao vậy? Người ta muốn sống cõi tiên sau này cho nên người ta làm cái vấn đề chuyển bệnh. Cho nên Đức Thầy có câu là ai nhớ nhiều phước đức được người vào cõi tiên, tiên phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày tham thế, chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp khó ở bề tính tan. Ngày nay thương đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Mình chia sẻ video đến đây cũng thôi. Kính chúc cô chú xem video nhiều vui vẻ. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu thấy kênh mình hữu ích hãy đăng ký ủng hộ mình. Mình tạo nhiều clip mới. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn clip sau.